Cát Phượng trao tận tay Mai Phương hơn 200 triệu đồng và tiết lộ: bác sĩ nói mầm mống ung thư của em đang teo lại. Sau một thời gian kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ ủng hộ Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình, vợ chồng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng đã nhận được số tiền gần 260 triệu đồng. Sau khi biết tin Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi, cũng như có hoàn cảnh khó khăn, nhiều sao Việt như vợ chồng Cát Phượng, Quốc Thuận, Đại Nghĩa, Hồng Vân đã lên tiếng kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp và khán giả giúp đỡ. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Kiều Minh Tuấn chia sẻ: chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thương và gửi chút tình đến Mai Phương và chú Lê Bình. Hiện tại Tuấn và Phượng đã thống kê ra như sau, vì số tiền lớn không thể viết ra được, nên Tuấn xin phép chụp lại bản sao kê của ngân hàng để gửi mọi người. Từ ngày 19 tháng 8 đến 27 tháng 8, Quỹ Ân Nhân gửi Mai Phương 202.250.000 đồng, Quỹ Ân Nhân gửi chú Lê Bình 57.250.000 đồng. Đây là số tiền được thống kê từ tài khoản riêng của Tuấn và những ngày tiếp theo. Khi không còn ai chuyển khoản nữa thì Tuấn sẽ thống kê đợt cuối để thông báo đến quý vị, tức là sau ngày 28 tháng 8. Một lần nữa xin cảm ơn và trân quý những tấm lòng đã yêu thương hai nghệ sĩ. Cảm ơn ạ. Kiều Minh Tuấn tiết lộ Quỹ Ân Nhân đã gửi tiền ủng hộ Mai Phương là hơn 202 triệu đồng và nghệ sĩ Lê Bình là hơn 57 triệu đồng. Cát Phượng cũng cho biết, chiều 28 tháng 8, nữ diễn viên đã đến thăm Mai Phương và trao tận tay số tiền hơn 202 triệu đồng. Cát Phượng chia sẻ thêm, bé Mai Phương gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những khán giả luôn yêu thương và sẽ chia đến em ấy những lúc bệnh như thế này. Em ấy rất xúc động. Em ấy hôm nay thần thái tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói mầm mống ung thư của em đang teo lại. Mọi người an tâm nhé. Cát Phượng trao tận tay số tiền hơn 202 triệu đồng đến Mai Phương. Hóa ra Văn Toàn giấu cả nhà nhuộm tóc bạch kim, bố đang chờ con về để nhuộm hoặc cắt lại. Tại nhà riêng, ông Nguyễn Văn Tạo, bố cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, đã lý giải vì sao con trai nhuộm tóc màu bạch kim. Khi biết tin, gia đình ông khuyên con lúc nào về nước thì cắt đi hoặc nhuộm lại. Sáng 28 tháng 8, đường dẫn vào gia đình cầu thủ Nguyễn Văn Toàn ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương luôn có người ra vào. Ngồi trong nhà, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tạo thay nhau mời nước và đón khách. Kể từ tối qua, sau chiến thắng của con trai cùng đồng đội tuyển Olympic Việt Nam, gia đình ông Tạo rất vui mừng và hạnh phúc. Ông bảo đó không phải là hạnh phúc của riêng ông mà còn là của toàn bộ người dân Việt Nam. Ông Tạo rất mừng vì con trai ghi bàn thắng duy nhất mang lại chiến thắng quyết định cho đội tuyển nước nhà. Cả đêm qua đến khoảng 3 giờ sáng tôi mới ngủ được một lúc, đến gần 5 giờ sáng tôi tỉnh giấc, con trai cũng gọi điện cho gia đình. Hai vợ chồng tôi đã động viên con cố gắng, phấn đấu đá hết mình nếu được vào sân thi đấu, ông Tạo cho hay. Lý giải về việc Văn Toàn nhuộm tóc màu bạch kim, ông Tạo cho hay, gia đình không biết con trai nhuộm tóc từ khi nào, chỉ khi Văn Toàn gọi điện thoại qua Facebook thì gia đình mới biết Toàn nhuộm tóc màu bạch kim. Cầu thủ Văn Toàn trong mái tóc bạch kim sau khi ghi bàn thắng tại trận tứ kết. Ông Tạo đã khuyên con khi nào về nước cắt hoặc nhuộm lại tóc. Chúng tôi có hỏi Toàn vì sao con lại nhuộm tóc màu bạch kim như vậy. Toàn có trả lời, mấy anh bảo con nhuộm tóc để cố gắng hơn. Thi đấu giải lần này khó khăn nên nhuộm để cố gắng. Toàn có hỏi tôi về việc hình ảnh tóc bạc gây chú ý. Tôi có nói rằng tóc nhuộm thì trông con già nhưng không sao. Sau này về Việt Nam con nhuộm lại hoặc cắt lại cũng được. Tôi vẫn khen con đẹp trai với bộ tóc bạch kim hiện tại. Gia đình tôi luôn động viên con cố gắng tập luyện và mỗi khi được vào sân phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, ông Tạo chia sẻ thêm. Trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 29 tháng 8 hôm nay. Đây sẽ là màn đối đầu đầy cảm xúc khi huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cộng sự chống lại đội bóng quê hương. Lý do bà nội thủ môn Tiến Dũng thương nhất Văn Toàn, còn trẻ sao tóc bạc hết rồi. Bà Phạm Thị Giáp, 80 tuổi, bà nội thủ môn Tiến Dũng, theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối và ấn tượng nhất với tài năng và mái tóc của Văn Toàn. Tiếng còi chung cuộc trận U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Syria vừa qua, bà Phạm Thị Điều lập tức gọi điện cho chồng đang điều trị ở bệnh viện để khoe đội tuyển ghi bàn, tôi như đứng tim ông mẹ. Mẹ thủ thành Bùi Tiến Dũng gọi điện thoại cho chồng báo thành tích của con trai và đồng đội. Sau phút Văn Toàn ghi bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai, bà Điều dường như không dám nhìn vào màn hình TV. Trận này đội tuyển Việt Nam chơi hay lắm,
Con trai tôi cũng mắc hay lắm, tiếc rằng ông ấy, bố thủ môn Tiến Dũng đang trong bệnh viện, không được tận mắt cổ vũ cho đội tuyển tại nhà, bà chia sẻ. Bà Phạm Thị Giáp, 80 tuổi, bà nội thủ môn Tiến Dũng, tuổi đã cao nhưng theo dõi trận đấu từ đầu đến cuối, bà cổ vũ rất to bằng tiếng Kinh, đôi lúc bà lại nói tiếng Mường như động viên riêng cho cậu cháu nội. Khi được hỏi bà nhớ và ấn tượng nhất với ai trên sân, bà cười hiền, nhớ Văn Toàn nhất, bởi mùa giải trước cháu nó đang còn mái tóc đen, sau mùa giải này nó đã bạc trắng rồi, bây giờ lại là người ghi bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào bán kết thì làm sao mà quên được nữa. Tại gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Đông Anh, Hà Nội, khoảng 3 phút trước khi hiệp phụ thứ 2 trận tứ kết U23 Việt Nam Syria kết thúc, ông Nguyễn Quang Thuần, bố Quang Hải, quá hồi hộp không dám nhìn vào màn hình TV, chỉ đi đi lại lại ngoài sân thi thoảng mới ngó vào màn hình. Mẹ Quang Hải cùng người thân reo hò giây phút U23 Việt Nam vào bán kết. Còn trong góc phòng khách, mẹ Quang Hải ngồi lặng lẽ chắp tay cầu nguyện chiến thắng sẽ về với đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng, mọi nỗ lực, quyết tâm và khao khát chiến thắng đến cháy bỏng đã đưa đội tuyển Việt Nam vào thi đấu ở trận bán kết bóng đá Nam ASEAN 2018. Trong niềm vui sướng không nói thành lời, bố mẹ tiền vệ Quang Hải chia sẻ, trận tứ kết diễn ra quá kịch tính, từ những fan đội nhà bị ép sân đến bàn thắng quyết định. Hy vọng với chiến thắng quý giá này, tôi mong con trai và đồng đội tiếp tục viết nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Tại thị trấn Trần Đức Thọ, Hà Tĩnh, sau khoảnh khắc trung vệ Bùi Tiến Dũng truyền cú quyết định dẫn tới bàn thắng của Văn Toàn, bà Dương Thị Hương, mẹ Dũng hồi hộp, chắp tay cầu nguyện hết giờ thi đấu hiệp phụ để U23 Việt Nam góp mặt vào trận bán kết ASEAN 2018. Bà Hương cầu nguyện cho con trai và đồng đội. Xuyên suốt trận đấu, bà Dương Thị Hương, mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng liên tục chắp tay cầu nguyện cho con trai và đội bóng. Bà Hương xúc động khi theo dõi con và đồng đội thi đấu. Bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng cùng hàng xóm chăm chú theo dõi trận đấu. Tiếng còi của trọng tài cất lên, gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng vỡ òa trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Ông Bùi Như Quang, bố của trung vệ, hạnh phúc trước đường truyền quyết định của con trai để đồng đội ghi bàn thắng vàng. Tôi và hàng xóm vui mừng khôn xiết trước giải đấu lần này. Tôi quá hạnh phúc khi con trai có đường truyền đẹp mắt nhường ấy, ông Quang tự hào. Phản ứng của các sao Việt trước tin đồn Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn tan vỡ. Ai cũng mong Cát Phượng vui vẻ, không nên chú ý nhiều đến những thông tin không hay về chuyện tình cảm của mình. Hai ngày qua, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau một bức hình và đây là nguyên nhân dẫn đến tin đồn Cát Phượng cùng tình trẻ Kiều Minh Tuấn đã đường ai nấy đi. Ai cũng hoang mang trước thông tin này và mong muốn được biết sự thật. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Cát Phượng cũng bày tỏ, có điềm, nếu chuyện này xảy ra thật sự thì sẽ như thế nào nhỉ? Cát Phượng sống và vẫn bước thế thôi. Lời chia sẻ của nữ diễn viên càng khiến cộng đồng mạng xôn xao hơn. Bởi lẽ bấy lâu nay, cặp đôi chị em này luôn làm người khác ngưỡng mộ về tình cảm mà cả hai dành cho nhau, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. Chẳng những thế, Cát Phượng còn liên tiếp bộc bạch sự bình thản và cả những bình luận không mấy tích cực khi nhắc đến chuyện tình cảm. Ngay khi ấy, các đồng nghiệp thân thiết với cặp đôi như Tiến Luật, Ngọc Lan, Lâm Vĩ Dạ cũng nhanh chóng khuyên người chị của mình không nên nghĩ ngợi đến những thông tin không hay. Năng lượng xấu sẽ tìm năng lượng xấu, cứ vui vẻ yêu đời chị ơi, hạnh phúc là của mình mà không phải của miệng thiên hạ, Nguyễn Tiến Luật. Ngọc Lan, sao không để chị tôi yên vậy ta, bà cứ cười ha hả cho tôi. Các sao Việt luôn mong Cát Phượng sẽ vui vẻ và có cuộc sống bình yên, bởi lẽ một người phụ nữ mạnh mẽ như cô trong từng ấy năm xứng đáng có được một hạnh phúc riêng. Khán giả thì luôn luôn ủng hộ hạnh phúc của cả hai. Cát Phượng và người yêu đã đăng ký kết hôn, sống cùng một nhà nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới, bởi lẽ họ nghĩ rằng hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức và không quyết định được việc cả hai có gắn bó lâu dài hay không. Không chỉ yêu và che chở cho Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn rất thương con riêng của bạn gái. Anh là người mà nhiều năm nay đã dạy dỗ và chăm sóc cô bơm tận tình. Hóa ra Văn Toàn chính là fashionista của Olympic Việt Nam, lên đồ chất phát ngất. Ngoài mái tóc bạch kim chất ngất, ngoài đời Văn Toàn còn sở hữu gu thời trang cực bảnh khiến nhiều cô nàng gục ngã. Sau chiến thắng Syria với tỷ số 1-0 trong trận tứ kết vừa qua, Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ mang áo số 8, người ghi bàn thắng quý giá, đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN 2018 để trở thành người hùng trong lòng triệu trái tim người Việt. Được biết, Văn Toàn sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996, là một trong những cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, sở hữu chiều cao 1m71, dáng người nhỏ nhắn cùng kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và dứt điểm thông minh,
và đặc biệt nhất vẫn là mái tóc nhuộm bạch kim nổi bần bật không lẫn vào đâu. Không những thế, ngoài đời Văn Toàn còn sở hữu phong cách thời trang chẳng thua kém fashionista nào. Ngoài mái tóc chất nhất U23 Việt Nam, Văn Toàn còn sở hữu gu thời trang cực bảnh. Chàng tiền đạo chuộng style sport năng động và khỏe khoắn. Ngoài những phút thi đấu căng thẳng trên sân bóng, chàng cầu thủ sinh năm 1996 lại vô cùng đáng yêu đến thế này. Phải nói Văn Toàn cực bảnh khi diện xuất lịch lãm không khác gì một soái ca.